Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ sản phẩm, đó là Android Box, một thiết bị dùng để chuyển màn hình dinh của xe thành một màn hình Android, không có làm ảnh hưởng gì đến kết cấu của xe, không thay màn hình, chỉ cảm giác hoàn toàn. Và đây là chiếc MG bản ZS. Đây là cái cục Android Box AI của chúng ta ha. Thì thiết bị này nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ có một đầu cắm để kết nối từ cái cục Android này vào cái cổng USB của màn hình. Đấy, thì chúng ta chỉ cần cắm vào thì màn hình nó sẽ nhận ngay ha mọi người ha. Thì đây là cái màn hình dinh của chiếc MG. Và hiện tại sau 15 giây thì nó sẽ hiển thị cái Android trên màn hình mới. Đấy, Android hoàn toàn ha. Thì chúng ta có việc map, có kết nối điện thoại Bluetooth, nhạc Bluetooth, hay là quản lý tập tin, hay là cài đặt mọi thứ, và có tìm kiếm bằng giọng nói luôn ha. Đó, tất cả các ứng dụng này. Có cửa hàng Play ha. Đấy, VTV, mọi thứ nó đều chuyển về Android hết. Thì cái cách lắp đặt thì nó rất là dễ rồi. Chúng ta chỉ cần cắm vào cổng USB là thiết bị tự nhận. Vì vậy nó không có ảnh hưởng đến bảo hành, không có ảnh hưởng đến tháo màn hình hay là tháo các cái phụ kiện của màn hình dinh ra. Điều này làm cho cái xe bạn nó vẫn được hãng bảo hành đầy đủ hết ha. Thì cái cục này mình sẽ cho vào hộp phụ để cho nó gọn gàng. Đây. Cái cục Android Box này thì khi kết nối thành công thì chúng ta sẽ sử dụng Wi-Fi nha mọi người. Đó, chúng ta chọn Wi-Fi. Ở đây thì chúng ta đang ở Nike và chúng bên mình đã kết nối sẵn Wi-Fi rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái màn này, nó giống như một cái màn hình Android thông thường thôi. Nó có cả Google Maps, YouTube và Việt Map, ba cái ứng dụng mà nhiều chúng ta sử dụng nhiều nhất nha mọi người. Ví dụ như là YouTube. Mọi người có thể thấy là nó load cũng rất là nhanh và mượt mà nha mọi người. Đấy. Các cái nút khiển trên vô lăng của chúng ta vẫn sử dụng bình thường. Đây, mọi người có thể thấy to nhỏ. Này là màn hình dinh của MG, chúng ta vẫn sử dụng bình thường ha mọi người ha. Đây, những cái nút của những cái nút trên máy lạnh thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường hết. Đấy, máy lạnh nha mọi người. Đấy, máy lạnh to nhỏ, thật là to. Đấy, đấy, sử dụng bình thường hết. Cái này là nó về nhà home. Đấy, hoặc là bản đồ Google Maps. Đấy, Google Maps thì mọi người có thể thấy chúng ta đang ở cửa hàng Nike ha. Thì thiết bị tự nhận cái vị trí của mình luôn, không cần phải kích hoạt hay là làm bất kỳ cái thao tác nào thêm cả. Việt Map, nó có cả Việt Map nha mọi người. Hiện tại thì bên mình chưa có kích hoạt mã Việt Map, cho nên là chỉ cần nhập cái số kích hoạt vào thì nó sẽ hiển thị lên Việt Map. Mọi người đi thì có thể là cảnh báo tốc độ, cảnh báo làn đường rồi này kia đầy đủ hết. Mình sẽ thử cái tính năng điều khiển bằng giọng nói nha. Dẫn đường đến chợ Bến Thành. Tất nhiên là được chợ Bến Thành. Đi thôi.
Đấy thì cái này nó dùng trợ lý ảo của Google nha, luôn nha mọi người. Cho nên là nó sẽ hiện ra cái bản đồ của Google Maps là trước. Đây, nó rất là tiện lợi ha. Rất là mượt mà. Chúng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa cái giao diện Android và giao diện mặc định zin của xe rất là dễ dàng. Ví dụ như ở trên chiếc MG ZS này thì chúng ta có thể là đang ở giao diện Android này. Đấy, chúng ta bấm thoát ra. Đấy, chúng ta bấm thoát ra thì nó sẽ về lại giao diện mặc định của xe ha. Đây, mọi người có thể thấy đây là cái giao diện mặc định của xe nè. Đó, máy lạnh. Đấy, to nhỏ ha, vẫn bình thường. Này là giao diện mặc định xe của zin của xe. Chúng ta có thể sử dụng qua Android Box thì chúng ta bấm cái phím này, Apple CarPlay này, thì nó sẽ tự động lên lại Android Box thôi. Đấy, rất là đơn giản, bấm phím thoát ra thì nó về lại giao diện mặc định của xe, bấm vào Apple CarPlay thì nó lên lại giao diện Android ha, rất là dễ dàng. Một điều đặc biệt trên cái chiếc MG này là chúng ta xem YouTube, bạn có luôn cam 360 thì chúng ta xi nhan trái hoặc phải thì nó đều vẫn hát ha mọi người ha. Đấy, nó hiện cam 360 nhưng mà nhạc của nó vẫn phát nha. Đấy, mọi thứ nó vẫn giống như zin thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Rất là đơn giản ha, bấm nút home này nó về lại màn hình zin ha. Đấy, nhạc vẫn hát nha mọi người, vẫn view được 360. Đây, với một cái sản phẩm rất là nhỏ gọn, Android Box AI ha, thì nó rất là hữu ích đối với những cái dòng xe mà chúng ta không có muốn thay màn hình nhưng mà vẫn muốn sử dụng hoàn toàn về bằng Android hết, thì chúng ta sử dụng cái cục Android Box này không có ảnh hưởng đến việc bảo hành của xe. Rất là hữu ích dành cho những dòng xe như là của Ford, của Mercedes, của Audi, BMW, hoặc là những chiếc xe như là Pro, MG. Thiết bị nó rất là nhỏ gọn và cắm dắp hoàn toàn một cách đơn giản. Mọi người có thể sử dụng nó một cách rất là dễ dàng. Naka xin cảm ơn các bạn đã xem video clip và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo.